Liên quan đến vụ, ông Đào Ngọc Hải nói, ở quân 1 là phải biết luật, không biết luật thì về rừng U Minh mà sống. Xuân sau văn bản, ngày 25 tháng 9 năm 2017, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau có văn bản gửi ông Đào Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản có nội dung, ngày 21 tháng 9 năm 2017, báo điện tử South Star có bài ông Đào Ngọc Hải nói ở quận 1 là phải biết luật, không biết luật thì về rừng U Minh, và khẳng định đó là lời nói đanh thép mà ông Hải giải thích với một tài xế xe vi phạm trên đường Võ Văn Kiệt trong buổi chiều ra quân dẹp vỉa hè ngày 21 tháng 9. Trong đó, đoạn trao đổi của đồng chí với tài xế vi phạm là mình sống ở quận 1 là phải biết luật, chấp hành luật, còn không thì về rừng U Minh mà sống. Sau khi bài báo được đăng tải, đã có nhiều ý kiến trái chiều về cuộc trao đổi giữa đồng chí với tài xế xe vi phạm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến những người dân Cà Mau nói chung và người dân U Minh nói riêng. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau đề nghị đồng chí xác định cuộc trao đổi giữa đồng chí với tài xế xe vi phạm được báo điện tử South Star đăng tải ngày 21 tháng 9 năm 2017 và cho ý kiến về vấn đề trên để gửi về Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau bằng văn bản trong thời gian sớm nhất để Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau định hướng dư luận xã hội.